Chào mừng quý vị đến với Messia TV. Hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 13 câu 8. Hebrew đoạn 13 câu 8. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Thưa quý vị, câu Kinh Thánh này dạy dỗ cho chúng ta rất nhiều điều về Chúa Giêsu Christ và gia tăng cái sự hiểu biết của chúng ta về Ngài. Ngày hôm qua, tức là trước khi chưa có cái tạo thành vũ trụ, chưa có cái thời gian, chưa có cái không gian, tức là trong quá khứ, Ngài từ ban đầu, từ lúc khởi đầu, từ lúc trước lúc đầu tiên, trước lúc chưa có bất kỳ một cái tạo vật nào được hình thành, thì Ngài đã từ hữu và hằng hữu. Và cho đến ngày nay, Ngài vẫn thế, Ngài không hề thay đổi. Và cho đến mãi mãi, đời đời về sau, Ngài không hề thay đổi. Trong lúc đó, nhiều tôn giáo, nhiều cái chú thuyết, nhiều cái học thuyết trên thế giới này nói rằng mọi vật là vô thường, không có gì là không thay đổi. Nhưng mà Kinh Thánh chép rằng vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 6. Trong Ê-sai đoạn 40 câu 8 thì lời Chúa có chép rằng cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta vẫn còn mãi đời đời. Thưa quý vị, không phải Đức Chúa Trời không hề thay đổi, nhưng mà chính lời của Ngài cũng thế, cũng không hề thay đổi. Chúa Giêsu phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 35 như thế này: trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Thưa quý vị, Chúa Giêsu Christ ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Lời của Ngài nói dẫu là một chấm một phết cũng không hề thay đổi. Lời của Chúa Giêsu không hề thay đổi, có nghĩa là những gì Ngài dạy cách đây hơn 2.000 năm bây giờ vẫn còn giá trị y nguyên. Lời của Ngài không hề thay đổi theo thời gian, theo không gian, theo văn hóa, theo con người, hay là theo bất kỳ một điều gì. Dù trời đất có biến đổi, vũ trụ có thay đổi, nhưng lời của Ngài vẫn y nguyên và chính Ngài không hề thay đổi. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai không hề thay đổi, có nghĩa là gì? Là tất cả những việc làm của Ngài cũng không hề thay đổi. Ngày hôm qua, 2.000 năm về trước, Ngài giảng tin lành, thì ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục giảng tin lành qua các môn đồ của Ngài. Ngày hôm qua, Ngài cứu người, Ngài chữa bệnh, Ngài đuổi quỷ, thì ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục làm những cái điều đó qua cả cái môn đồ của Ngài. Kế hoạch của Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng không hề thay đổi. Hôm qua Ngài muốn cứu tội nhân, ngày hôm nay Ngài vẫn muốn cứu tội nhân, và ngày mai Ngài vẫn muốn cứu tội nhân. Mục đích của Ngài cũng không hề thay đổi. Hôm qua Ngài yêu thương nhân loại, thì ngày hôm nay Ngài cũng yêu thương nhân loại, và ngày mai và đời đời về sau Ngài vẫn yêu thương nhân loại. Đường lối của Ngài cũng không hề thay đổi. Ngày hôm qua Ngài dùng tình yêu để thắng hận thù, để chiến thắng hận thù, thì ngày hôm nay Ngài cũng dùng tình yêu để chiến thắng hận thù. Thưa quý vị, tình yêu của Ngài không hề thay đổi, ân điển của Ngài dành cho chúng ta cũng không hề thay đổi. Ngày hôm qua Ngài bảo chúng ta tha thứ cho nhau 70 lần 7, thì ngày hôm nay Ngài vẫn bảo các môn đồ của Ngài hãy tha thứ cho nhau 70 lần 7. Lòng thương xót của Ngài hôm qua thế nào thì lòng thương xót của Ngài hôm nay vẫn như thế. Thưa quý vị, tóm lại, trong Ngài không có hình bóng của sự biến cải. Trong Chúa Giêsu Christ không có hình bóng của sự biến cải. Ngài là đấng bất biến, không có một tạo vật nào
giống như Ngài. Vì Ngài chính là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tuyệt đối tin cậy Ngài và tin cậy lời của Ngài. Và Ngài cũng là cứu Chúa duy nhất mà bạn và tôi có thể tin cậy. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài là đấng hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài là đấng thần tín, Ngài là đấng bất biến, Ngài là đấng bất diệt. Và chính vì vậy Ngài có thể là cứu Chúa đời đời của bạn và tôi. Xin trân trọng kính chào quý vị.